Đó, vô thuê đồ cái đi ra ngoài đường cha con nhìn quá trời mấy em. Trời ơi, có nhìn anh như người Nhật giống em. Thôi anh thuê đồ xong mà anh đi ra ngoài đường, xong anh đi vô trong cái thành đó anh chơi nữa. Anh vô cái thành đó trời cha con Nhật nhất là mấy thằng Tây thích anh lắm. Trời đất, cái mấy thằng Tây ơi. Cho Benny, cho Benny. Benny mẹ mày Vietnamese. Đó. Ê, trời ơi, người đó. Cho Benny, cho Benny. Xong lại chụp hình selfie cạch cạch cạch. Bữa đó tao đi chung với áo đỏ. Con nhỏ đó đóng vai Caesar, anh đóng vai Samurai. Thấy những tấm hình vừa thổi chưa? Đó. Thôi bộ đồ đó đáng đồng tiền bắt gạo, có giá trị thương mại lắm em, chụp tấm hình vô like quá trời được. Không, xử chưa? À, xin chào các bạn, quay lại với Nhật Bản. Nó cái tật của Duy á thì đi rất nhiều các bạn. Khi mà Duy đến một cái vùng đất nào á thì Duy thích kể cho bạn bè nghe những cái đẹp, những cái hay, những cái nét tinh hoa của những vùng đất đó. Và ngày hôm nay là Nhật Bổn, xứ sở phù tang, xứ sở nhẫn giả, xứ giả GAB. Đó. Dưới Nhật Bản là một cái đất nước mà nó rất là kỳ bí, mà rất là kỳ thú, mà rất là lý thú luôn nữa. Thì không nói nhiều, nó có nhiều cái đã nói lắm. Nhưng mà để phát triển một du lịch của một quốc gia thì chúng ta cần phải có một cái biểu tượng, đúng không? Chúng ta phải làm truyền thông tốt, chúng ta phải quảng cáo tốt. Vậy biểu tượng của Việt Nam là cái gì? Mày hỏi tao cũng biết luôn á. Thí dụ như Việt Nam có rất nhiều biểu tượng mà không có gì ra cái gì hết mấy. Bây giờ nhắc tới biểu tượng của Việt Nam là gì? Con rồng cháu tiên hả? Trời đâu, đi coi con rồng cháu tiên ở đâu coi. Hả? Vì biểu tượng của Việt Nam là gì? Ruộng bậc thang hả? Ủa, ruộng bậc thang đi đâu coi mấy em? Rồi, biểu tượng của Việt Nam là gì? Sông ngòi chằng chịt hả? Biểu tượng của Việt Nam là cái gì nữa? Chiến tranh hả? Đó. Bởi vậy, ở cái câu chuyện của Việt Nam á thì anh không muốn nói. Tại vì hiện tại á, cái du lịch của Việt Nam nó vẫn đang lay hoay giải những câu hỏi lớn. Những câu hỏi lớn, tại sao tôi rừng vàng biển bạc đất vì nhiêu mà du lịch tôi bèo vậy? Bèo là nhiêu con số liệu luôn em. Nói chung bằng phần nửa Thái Lan á, quên, như là khoảng chừng 20 triệu đi, cứ chơi cỡ cỡ đó mấy em, cỡ cỡ đó 20 triệu hay là 16, 17 triệu gì đó một năm á. Đó, Thái Lan gấp đôi, như Thái Lan 40 luôn. Thái Lan kinh lắm em. Đó. Du lịch Thái Lan, du lịch Việt Nam mình nó thật sự nhận định một cách khách quan theo góc nhìn của anh Duy Nguyễn nha. Nói đúng thì like, không đúng thì thôi nha mấy em, đừng chửi nha. Thì nó chưa được phát triển. Nó phát triển chưa xứng với tiềm năng mà nó còn chụp giật ở nhiều khâu. Đó. Nói chung nó có nhiều vấn đề đó, bây giờ bỏ đi qua Nhật Bản mấy em. Nhật Bản rất thành công trong cách làm du lịch mấy em. Mặc dù Nhật Bản là một quốc gia nó giàu có rồi. Nó giàu thấy m*** rồi, đâu cần phát triển du lịch làm gì. Nhưng mà Nhật Bản là một trong những quốc gia du lịch cũng rất mạnh. Rất mạnh mấy em. Tại sao người chúng ta cũng đến Nhật Bản? Tại Nhật Bản giàu. Giờ tao thiệt, mày muốn đến tới nước giàu hay tới nước nghèo, đúng không? Mình tới nước giàu á thì mình khỏi lo nơi ăn chống ngủ, chỉ lo tiền thôi. Còn tới nước nghèo không biết ngủ ở đâu nữa. Anh nói thiệt với mày, không phải chê Thái Lan nghèo chứ. Hồi kỳ anh đi qua Thái Lan anh ngủ cái phòng trọ, không phải phòng trọ, khách sạn 3 sao của nó mà nhìn như khách sạn. Lộc xin lỗi mấy em. Tiếp chỗ đó nha mấy em. Giống như y khách sạn đối diện của anh á. À, đâu ơi. Nó giống khách sạn đối diện thì cũng hơi quá, nó bự hơn chút mày ơi. Đó 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 đó. Tại sao chúng ta muốn đi qua Nhật Bản? Tại vì đi qua Nhật Bản có giá trị thương mại. Ví dụ như một thằng chụp hình ở Nhật Bản thôi, tự nhiên đẳng cấp hơn rất nhiều so với thằng chụp hình ở Thái Lan vậy thôi à. Đúng không? Mày chụp hình ở Thái Lan, mày đi tới mấy cái chỗ tối ngày có một tượng Phật nằm trên núi chụp hình, người ta biết mẹ Thái Lan rồi. Đó, nhưng mà chụp hình ở Nhật Bản nó rất là sang, tấm hình rất có giá trị. Con người rất đẳng cấp, biết thằng này đưa được Nhật Bản là ngon. Thằng kia đi Thái Lan không bằng. Đó, khịa Thái Lan chút đỉnh nha mấy bạn Thái Lan. Tại mấy bạn khịa bóng đá mình khịa là du lịch. Hey. Vậy thì á, ở Nhật Bản có cái biểu tượng gì mà nó thu hút du lịch các bạn? Theo bạn nghĩ coi, 1, 2, 3, 4, 5. Tất nhiên cái chuyện giàu có này không phải là biểu tượng. Quốc gia nó giàu có thôi, nhưng mà Nhật Bản rất thành công khi mà xây dựng lên hình tượng
hoa sakura. Yes. Nhật Bản đó. Hoa sakura mùa hoa lê ki ma nợ. Ủa? Lộn em. Lộn nay Việt Nam. Gì? Mùa xinh sang có hoa anh đào. Màu hoa tôi chốc yêu từ lâu. Đó. Mùa hoa anh đào không em? Nhật Bản là hoa anh đào nó tràn lan. Vậy tao hỏi mày ca hoa anh đào có gì đẹp không? Xấu quá. Xấu hơn qua phượng nữa. Đúng không? Tới mày tin mày hoa anh đào xấu hơn qua phượng nữa. Đó. Nhưng mà biểu tượng hoa anh đào là biểu tượng của xứ sở phù tan. Mày thấy làm du lịch nó phải như vậy. Cái hoa xấu mà tao kiếm tiền hay. Tới mùa hoa anh đào nở, cả cái đất nước Nhật Bản nó tràn ngập trong sắc hoa anh đào. Rộng lớn lắm em. Tất cả những công viên trung tâm của Tokyo tràn ngập sắc hoa anh đào. Một cái không gian nó kinh khủng lắm. Không biết dùng chữ gì, nó lạnh em. Nó có cái lạnh của mùa xuân. Ở mùa xuân của bạn nó còn lạnh nha. Nó có lạnh của mùa xuân. Nó có những cái cành hoa anh đào, nó thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Lúc đó cha con nó kiếm đổ tiền nhau đi làm visa Nhật Bản, đi qua thăm hoa anh đào. Mà cái nước Nhật đó nó hay ấn điểm á, là người ta đi một chục lần người ta chưa chán. Đó là cái hay. Còn bây giờ nói Việt Nam mình á, thiệt nhiều khi khách du khách nó nói là gì, never again, tức là đi lần không quay lại. Còn Nhật Bản nó thiệt chứ mày muốn đi hoài. Muốn đi hoài. Tại vì ở Nhật Bản á, nó giàu mà nó không chảnh em. Vậy mình thấy thích đúng không? Mình chơi với thằng mà nó giàu vậy á, tự nhiên mình thấy mình có giá trị thương hiệu mà được cái nó quý mình nữa. Nên mình cảm thấy mình thích. Và cái nó xây dựng cái hình tượng hoa sakura rất là đẳng cấp. Cái công viên nó không có gì hết á. Anh nói thiệt với mày luôn á. Má công viên được cái bự thôi chứ không được chỉ chân tội á. Mà cha con đâu vô nù không biết làm gì nữa. Đông lắm. Đi kinh khủng luôn á. Nó vô trong đó mà sinh viên tụi nó cũng chơi giống như sinh viên mình. Nó ngồi trong nó ngồi trên trải chiếu ra, không phải chiếu mà kêu là giữ bạc á. Nó trải ra bạc, nó ngồi ăn nhậu này nọ kia, đằng kia nó bán tôm, đằng kia nó bán mực nướng đồ. Nhật Bản trùm hải sản nha mấy em. Nói về Nhật Bản là tụi em phải biết sợ nó trùm hải sản đó. Hải sản Việt Nam mình chả là cái gì đâu. Đi không biết sao gì nó chả là cái gì không? Tức là về mặt số lượng và quy mô không bằng nó. Tụi em vô cái siêu thị bên nó là siêu thị Nhật, thằng Aeon này nè. Ở bên nó Aeon cũng nhiều lắm. Đi vô một phát một ha. Trời ơi, cái chỗ mà nó chế biến hải sản tanh mùi máu không à. Ghê lắm, dân bển ăn cá kinh khủng. Mà công nhận cá nó làm ngon thiệt mấy em. Anh phải là vót cho cá luôn á. Nhưng mà có con cá nước chấm ăn không quen nha. Nước chấm Việt Nam mình chấm quen rồi, qua bên đó nước chấm nó là lạ. Ăn đi cũng quen thôi. Xong rồi cái nó bán những cái cửa hàng hải sản trong du lịch nó bán đơn giản lắm em. Nó dạng như BBQ vậy đó. Mà vô mày mua thẻ xong rồi get like rồi ra nướng mực xẹt một cái. Đâu bên bển ăn mực với kem không về tôi lên 10kg luôn. Ông cái xứ nó ác lắm mày ơi. Nó bán kem kinh khủng luôn á. Không có gì ăn hết á. Ăn hải sản như kem. Mà cứ ra là mua cái kem cạp bập. Lúc ăn ngon thấy bà nội luôn. Đâu có biết về đâu calo nồi. Má tối về cặp bụng rung giường luôn. Không xuống. Đó. Nên đi du lịch á. Dễ mập lắm em. Đó. Rồi à. Đó là cái biểu tượng mà Nhật Bản nó xây dựng trên hình tượng hoa sakura. Thành phố nào không có hoa đó. Cái cây hoa anh đào á thì tụi em có đi á thì nói chung là nó nhiều lắm. Mà nó cũng không có gì lạ đâu. Tụi em chưa thấy, tụi em thấy lạ nhưng mà thấy tụi em rất bình thường. Nhưng mà nó là cái một yếu tố để thu hút khách du lịch. Mà nó có được cái lạnh. Nó có được cái lạnh thì tại sao miền Bắc mình cũng có lạnh mà không nào thèm đi. Đúng không? Tại vì cái lạnh của miền Bắc thì nó có cái lạnh của thiên nhiên. Nhưng mà nó thiếu đi cái hạ tầng để phục vụ cho du khách. Đó. Còn ở Nhật Bản thì nó là một thành phố hay lắm em. Nó nhìn thành phố nó là mát con mắt rồi. Đúng không? Thành phố nó cái kiến trúc cũng đẹp nữa. Em vô thành phố của nó anh nhìn nhà cửa nó lót toàn ốp đá không à. Đá hoa cương á. Anh có chụp hình nè, bữa nào tôi gửi cho. Đẹp lắm, nhìn là tự nhiên mà thấy nó sang sang à. Mình nhìn nó thích, rất là mát mắt. Và nó có những cái khu phố, đúng không, để dành cho mình đi bộ. Cái đó Việt Nam không có. Nên mình cảm thấy mình thích. Em hiểu không? Mình đi bộ, mình đi tới những cái khu phố đó đông dòng người quá. Mình cảm thấy cuộc sống của mình nó không cần phải xe cộ. Nó không cần phải. Nói chung là nó khác Việt Nam rất nhiều. Nên đó là cái cách mà người ta muốn đi du lịch. Người ta thích trải nghiệm một khoảng thời gian ngắn trong một đất nước hoàn toàn mới. Đó. Chúng ta trải nghiệm 7 ngày 10 ngày. Thấy không? Khi mà tụi em đi bộ và đi mua sắm trên những cung đường nó có cái lạnh của mùa xuân. Mà dân miền Nam nữa thèm lạnh thấy bà luôn. Dân miền Nam nó nóng. Đúng không? Bây giờ ở Việt Nam mà muốn đi bộ thì cũng được.
đi bộ nó bụi nó khói, trời ơi nó cũng chán luôn á. Nó nói thiệt chứ không phải mỗi lần đi ra đường á là cái xe mẹt của anh á mà xả cửa xuống chi với mấy em biết không, mua phí 15.000 thôi. Anh chỉ làm động tác xả cửa thôi mà xả chừng 10 lần vậy trong xe có anh bụi không à. Nó vậy á, nên không, nên ở Việt Nam nó không có thích hợp đi bộ lắm, nó không thích hợp. Còn ở bên Nhật Bản anh biết nói sao, nói nhiều quá tụi em tưởng anh quảng cáo Nhật Bản chứ thiệt á, cái cảm giác đi bộ của Nhật Bản đã lắm, mà nhất là mà đi với bồ, trời ơi nó phê. Hai đứa nắm tay nhau đang là lạnh xong rồi tóc em vướng chút tuyết nè, tôi phủi một cái trời hai đứa mình xoay vòng trời ơi mà nó hạnh phúc lắm em. Hàn Quốc cũng được nha, nhưng mà Hàn Quốc thì cái nem nó không bằng Nhật. Anh còn nhớ anh có những cái tấm hình đúng không, người ra đi đầu không ngoảnh lại trên một cái trời đầy hoa sakura, bụi tuyết nó bay trong một cái phố cổ của Nhật, trời đất ơi mắt như phim kiếm hiệp đó mày. Tấm hình đó nó up lên hơn 1000 like á, đúng không? Nhìn tóc anh, tóc kiếm hiệp, tóc kiều phong hồi nãy nói rồi đúng không, tuyết nó bay lấp lắm trắng phếu đi trên hai hàng hoa sakura, một khung cảnh rất yên tình, rất yên bình. Nói chung là anh thích đi du lịch mà mỗi vùng đất đi qua, thí dụ như mình không phải là mình đến Nhật Bản vì nó giàu, thằng Singapore nó cũng giàu vậy đúng không, nhưng mà Singapore có gì chơi hết á. Trời, bạn tao nó mới rủ Tết ra đi Singapore nữa nè, nói thôi đi làm cái con mụ gì em ơi, Singapore gì đâu mà đi như cái lỗ mũi vậy, đi về qua bên đó làm gì đó. Nhưng mà ở Nhật Bản á anh thích nó có được cái khung cảnh, nó có khung cảnh cái đến những cái vùng quê của Nhật Bản nó cũng rất là yên bình. Nhưng mà trong cái yên bình đó nó có cái hiện đại nha ba, chứ không phải nông dân ở bển lúa đâu. Nông dân ở bển nó lướt iPhone hơi bị ghê á đó. Thật ra Nhật Bản là một cái quốc gia cảnh không có đẹp nha, cảnh không có đẹp nhưng mà họ biết làm cho cảnh họ đẹp. Thấy nó ngộ ngộ không? Thật ra Nhật Bản đồi núi không chứ con khỉ gì, đồi núi mà. Nó một quốc gia nó động đất, nó núi lửa, nó nghèo tài nguyên, đúng không? Nhưng mà con người Nhật Bản rất là giàu, nó là đại ca của châu Á đó. Nên người ta hay so giữa Nhật Bản với Việt Nam, nhưng mà anh thấy là cái sự so sánh nó cũng khập khiễng, không có so được, mỗi đất nước nó có một cái hay riêng đó. Mà thành phố Tokyo nó hay á là nó 30 triệu dân mấy em, mà nhìn nó không có ngợp, cái đó là cái hay đó. Dân nó sống ở dưới lòng đất rất là nhiều nha mấy em. Những cái chuyến tàu điện ngầm đó, những cái ga đó, bên Nhật Bản là theo như đánh giá là một quốc gia mà có thể nhất thế giới về cái giao thông công cộng, nhất thế giới về cái giao thông công cộng. Cái giao thông Nhật Bản rất tuyệt vời, rất tuyệt vời mấy em. Còn cái giao thông của Trung Quốc thì nghe nó cũng khen ghê lắm, nhưng mà anh thấy Trung Quốc nó còn một cái đẳng cấp rất xa, nó mới kịp với Nhật. Mà thật sự á, dân Nhật nó cũng không có thích dân Trung Quốc đâu mấy em ơi, không thích. Hôm qua bên đó nó có nó cũng có những cái mà nó hai quốc gia này xu hướng lộn mà, đúng không, nhớ không, má Nhật đi quýnh Trung Quốc cũng đúng khổ luôn, quýnh Trung Quốc hận Nhật như gì. Sau này giờ thì cũng nói chung bằng mặt cũng không bằng lòng đâu. Nhưng mà có mấy thằng ở Việt Nam á, nó qua bên Nhật nó bẻ bông nó bất cạnh nha. Hỏi người quân tử vô danh chơi hoa sao lại bẻ cành sakura. Tại cái cây sakura nó như cái cây giống cây gì Việt Nam ta, không biết giống cây gì nữa. Nói chung là cái cây nó lùng lùng mà tán nó rộng rộng như nè. Cái cây nó nằm trước mặt nè, con gái tới chụp hình selfie cạch này kia, quá khỉ nó bẻ vậy luôn. Bị phạt quả gì đó, nên cái tật tầm bậy tầm bạ qua nước người ta phá. Cây sakura đang đẹp gì đó nó vô nó bẻ cành, không thể tin được. Nó bẻ cành đã ăn phạt nha mấy em, đừng có tầm bậy tầm bạ. Bởi vậy mấy em, cây hoa sakura là cái hoa anh đào á, nó như là một biểu tượng của Nhật Bản. Nó nằm ở trong công viên nha, ở trong công viên người ta trồng cây đó rất là nhiều, rồi ở ngoài đường người ta cũng trồng cây đó rất là nhiều. Nó đó là cây loại hoa, cây biểu tượng. Nên khi mà đi du lịch Nhật Bản nó sẽ phát triển nhất vào cái mùa hoa sakura. Còn nếu mà sao hoa sakura mà nó hết rồi đó thì cây trụ lũi. Cây trụ lũi à. Bởi vậy đi du lịch là nó phải đi theo mùa. Từng quốc gia nó có những cái mùa đặc trưng đặc thù. Còn anh đến với Nhật Bản không phải là vì hoa sakura. Anh là người thực dụng lắm, hoa cỏ gì. Nó anh đến Nhật Bản thì nó dạo thôi à. Anh nói thiệt á, cuộc đời anh nước nào giàu đi hết.
anh nói thiệt, sắp tới tin đi Úc mẹ, Úc mà, sắp tới tin đi Úc, Úc đi New Zealand. À, trong nội dung vlog này anh tiếp tục đi với cái phần Nhật Bản, vấn đề tiện nghi nha mấy em. Chứ hoa Sakura nói nhiều quá, mấy công quảng cáo cho nó cũng hơi kỳ kỳ. Ở Nhật Bản á, thì cái tiện nghi du lịch rất tốt. Nó là quốc gia G7 là đừng chê đó. Chê nó nhục mặt, nghe. Khách sạn là nó ok lắm. Nó rất ok chứ cái nó nhỏ thôi. Tại nó nhỏ thôi mấy em, biết sao nó nhỏ không? Tại dân nó đông quá, 30 triệu dân nhét trong thành phố Tokyo, mà lượng du khách nó cực kỳ kinh khủng. Trời đất ơi, du khách Nhật Bản đông lắm em, thua Thái Lan thôi, thua Thái Lan thôi, mà du lịch Nhật Bản đem ra một lượng ngoại tệ khá cao đó. Nên á, khách sạn này nọ kia tùy vào thời điểm. Thời điểm em đi vào mùa du lịch cao điểm á, mắc bà cố luôn. Còn thời điểm mà đi vô cái mùa thấp xíu á, là nó cũng mềm mềm giá thôi. Nhà hàng nè, khách sạn nè, mà ở đất nước Nhật Bản nó hay lắm em. Lâu lâu ra đường gặp mấy nhỏ mặc kimono đi nụ nụ luôn á. Ai cái đó thuê được các em. Anh có thuê cái áo, má nhìn anh như samurai vậy đó. Đó, xong cái con nhỏ kia thuê cái áo nhìn như Seiza. Biết Seiza là gì không ba? Đó là hình tượng ha. Anh muốn nói tới Nhật Bản nó xây dựng cái đó đó. Nhật Bản nó kiếm tiền hay lắm, trời ơi. Theo đánh giá là Nhật Bản kiếm tiền đẳng cấp hơn. Tại vì khi mà em đi qua Thái Lan á, người ta thu hút du lịch bằng cách giá trị rẻ và đón khách. Nhưng mà Nhật Bản á, nó thu hút bằng cái văn hóa của nó. Nó thu hút bằng cái văn hóa và cái độ giàu sang của nó. Để nó khẳng định rằng cái văn hóa tao như vậy thì tao mang lại cái độ giàu sang này. Đúng không? Đi qua Nhật Bản là tụi em biết lịch sử nó luôn. Má từ hồi cái thời mà mấy lãnh chúa quýnh lộn. Thằng ninja ở đâu mà ra? Rồi thằng samurai ở đâu mà ra? Xong rồi nó còn mua, em đi Nhật Bản phải mua hình nữa mấy em. Hình Seiza nhớ nhiều tiền, như 1 triệu mấy, 2 triệu con á. Rồi xong hình samurai, võ sĩ cầm kiếm quýnh vậy nè. Đó là cái văn hóa của Nhật Bản. Sao nó cho thuê trang phục này nọ kia các kiểu. Thật ra nói thiệt mẹ đó, Việt Nam cũng có. Nếu mà nói Việt Nam không có là nói bậy, đúng không? Em lên Đà Lạt đi, Dinh Bảo Đại cũng có chuyện thay đồ đó. Yes. Nhưng mà thuê vô mặt không có giá trị thương mại. Không có giá trị thương mại nha. Nếu mà nói về cái chỗ thay đồ á, thật sự á, cái Dinh Bảo Đại mà cho thay đồ á, nó giống như cái shop của thằng sinh viên mới ra trường. Còn cái chỗ mà thuê đồ á, của bên Nhật á, nhìn hả, nó như là diamond vậy đó. Trời đất ơi, trong đó là quá trời đồ luôn. Đồ ví dụ mày muốn thuê rẻ tiền ấy, thì nó có loại rẻ tiền, mắc tiền, loại mắc tiền quý tộc, rẻ tiền thường dân. Đó, vô thuê đồ cái đi ra ngoài đường, cha con nhìn quá trời mấy em. Trời đất ơi, nhìn anh như người Nhật vậy mấy em. Thôi anh thuê đồ xong mà anh đi ra ngoài đường, xong anh đi vô trong cái thành của anh chơi nữa. Anh đi vô cái thành đó, trời cha con Nhật, nhất là mấy thằng Tây thích anh lắm. Trời đất ơi, mấy thằng Tây ơi. Cho Benny. Đấy, Benny mẹ mày Việt Nam ơi. Đó. Ê, chửi nhưng mà đó, Sabini, xong lại chụp hình selfie cạch. Bữa đó tao đi chung với áo đỏ, con nhỏ đó đóng vai Seiza, anh đóng vai samurai. Thấy những tấm hình huyền thoại chưa? Đó. Thôi bộ đồ đó đáng đồng tiền bắt gạo, có giá trị thương mại lắm em, chụp tấm hình vô like quá trời luôn. Không, xử chưa? Nó thì bây giờ Nhật Bản nó nhồi sọ thành công anh rồi. Anh dạy quảng cáo cho nó quá trời luôn. Đúng không? Một đất nước châu Á đổi mới kịp thời để rồi phát triển đến như ngày hôm nay. Tất nhiên anh không đi sâu lịch sử Nhật Bản, nó có chiến nội chiến rồi chiến tranh thế giới nhất thứ hai gì lum la kệ bà nó đi. Đó, nhưng mà Nhật Bản họ rất tự hào về cái văn hóa của họ. Họ là một cái quốc gia nó ngộ lắm em. Nó vừa mang yếu tố cổ kính của lịch sử mà nó vừa mang yếu tố hiện đại của phương Tây. Nó vậy đó. Đi vô mấy cái thành của nó, mà thành lớn nhất cái thành gì không? Thành Osaka. Trời ơi, có cái hào nó rộng bà mẹ luôn. Có thể là nó không bự bằng Trung Quốc. Trung Quốc nói về thành này ghê lắm em. Trung Quốc thì nói về thành mẹ thời Tam Quốc này nọ kia, thời Đường đồ nó thành chắc bự á. Nhưng mà Nhật Bản á, nó còn lại những cái cấu trúc thành cổ ngày xưa. Nó còn những cái hào mà nó nói về những vị lãnh chúa này chiếm thành này, đẻ ra ông này bà kia, thuê sát thủ dứt này, vua Minh Trị thì đâu từ đâu mà ra này nọ kia. À nãy giờ nói nhiều quá, biết nói lại Seiza là gì? Seiza là kỹ nữ ông ơi. Seiza là những người tài năng lắm, đúng không? Đờn ca hát sướng này nọ. Nhưng mà trong chính trị Seiza làm gián điệp nha.
Nên sau này ông vua mới lên, ổng cái ông vua đó đó, ổng vì Caesar mà ổng có ngôi, mà xong ổng lên ổng dứt Caesar luôn. Ổng nói tại vì mày đảo chánh triều cương thôi tao dứt mày cho chắc cú. Đó, Caesar cài gián điệp. Gián điệp Caesar. Ủa lộn, Caesar. Xin nó lộn hoài quá. Sorry mem, lộn nha. Học dịch còn lộn, đừng khó với anh Duy Nguyễn nha, cúm. Đó. Coi phim đi, Ninja Samurai Caesar, đó chính là Nhật Bản. Đó, Nhật Bản nó hay với một cái là nó một đất nước hiện đại, đúng không? Một đất nước G7. G7 là quốc gia phát triển chứ không phải là cà phê G7. Ok. Nhưng mà nó có một cái gì đó nó cổ kính, nó rất là Á Đông. Trong từng gia đình Nhật Bản nó cũng vậy đó. Thí dụ như mày thấy không, ngộ Nhật Bản đóng phim như quỷ vậy đó. Nhưng mà ở ngoài đời không phải đứa nào cũng cởi mở nha. Ngộ á. Mà nói cho đi qua Nhật Bản thích nhất ngày nào em. Không biết kể từ cái ngày mai luôn. Đi ra ngoài đường á, vô cái chỗ kia giống như cái nhà sách thôi. Nó bán sách người lớn mày. Bán sách người lớn mấy nhỏ nữ sinh. Học cấp 3, mặc đầm giống nó tướng nó giống anh nè. Mặc đầm tới đây, đeo tất tới đâu đây nè. Đây nè, đeo giày bình thường áo. Vô nó ngồi nó coi sách. Đi một lần mười mấy hai chục đứa. Đi chịu không nổi không nổi á. Mẹ em là đổ quốc tịch chứ thiệt á. Nói cái xứ gì kỳ cục à. Kỳ quá nha. Anh nói thiệt, tụi em á nên đi du lịch Nhật Bản đi. Tại vì Nhật Bản có lợi cho em. Mình đi mình vừa tìm hiểu được cái hay của Nhật Bản, vừa hiểu được khí hậu của Nhật Bản, vừa hiểu được văn hóa Nhật Bản, vừa hiểu được lịch sử Nhật Bản, và vừa thấy được sự phát triển của Nhật Bản. Không nhiều quốc gia có cái này đâu em. Anh nói thiệt á, nhiều khi em đi mấy thằng khỉ khô, mấy thằng châu Âu, mấy thằng Bắc Âu này nọ thì em cái ngắm cảnh này nọ thôi. Đúng không? Nếu mà đi du lịch theo anh nghĩ á, mà chỉ ngắm cảnh thôi đó thì nó quá bình thường. Trong một chuyến đi mình anh có tất cả. Đúng không? Thí dụ bây giờ mấy em có đồng ý với anh Việt Nam mình nghèo không? Thì mình đi những cái nước như vậy á để mình thấy được cái sự văn minh của người ta, mình thấy được cái sự phát triển của người ta, để về các mình thay đổi cái suy nghĩ trong cuộc sống để mình làm cho gia đình mình giàu hơn. Yes. Đó. Giống như Đạt đi, nó ốm quá. Bây giờ ra ngoài là người ta chôn sống rồi đó. Ra nước ngoài là không có chơi mấy thằng này. Nó hiểu rồi, bây giờ là em phải mua mát vinh hơn, uống vô. Đúng không? Nó cho tăng cân này nọ, cho nó khỏe khoắn rồi vô. Chứ sống vậy là dưới mức sống của nhân loại. Không được. Đó, bữa sau anh sẽ làm video anh nói tiếp về Nhật Bản ở những khía cạnh khác. Khía cạnh là giao thông. Đúng không? Nhật Bản nó có một cái sân bay nhân tạo nằm trên mặt biển luôn nha. Thấy ghê chưa? Con người đã đi tới những bước rất xa. Đó, chứ không phải giờ đây mà Long Thành còn nằm trên giấy. Nó thật sự nhiều khi mình những chuyện nó lớn quá thì mình không biết. Đó, nhưng mà Nhật Bản nó phát triển rất xa. Em nói về giao thông Nhật Bản là một cái rất là hay. Mà cái đó anh sẽ nói một đề tài riêng. Còn trong cái video này anh nói về hoa, về chim, về bướm, về samurai, về những người phụ nữ khuynh nước khuynh thành của Nhật Bản. Sứ phù tang những giả ninja nó nhảy lầu là chuyện bình thường ấy. Nó không phải là ghê như phim ninja, nhưng mà mấy thằng ninja nó đi giết người, nó sát thủ này nọ là cái chuyện rất là bình thường trong cái xã hội Nhật Bản. Và Nhật Bản hỏi có xã hội đen không? Có luôn. Xã hội đen ở đâu ra? Thì ngày xưa mấy ông bố samurai đó, sau khi samurai giải thể ông đi đâu? Trả lời đi. Nên một năm á, cố gắng tập gym, tới BBT đóng tiền đó, uống súp. Xong rồi ta đi du lịch một cái nước nào đó để mình cầm cái hộ chiếu lên, hộ chiếu mình có quyền lực chút. Này. Nên đi du lịch đi em. Mà trong du lịch thì Nhật Bản là một đất nước mà anh Duy là khuyến nghị cho em đi. Nên đi Nhật Bản thay vì đi Hàn Quốc. Tại Nhật Bản nó có giá trị thương mại hơn, Hàn Quốc nó giá trị thương mại không bằng. Nhưng mà Hàn Quốc visa dễ hơn Nhật. Đúng không? Tất cả mọi chuyện đều là visa thôi. Thí dụ như tụi em xin visa Nhật rớt, ok, quay lại visa Hàn. Không sao đâu. Còn Thái Lan chuyện bình thường cũng đi giờ nào cũng được. Nhưng mà trong Đông Nam Á này thì anh thấy ngoài Singapore chả con nào đáng đi. Chả con nào đáng đi, có mấy đứa nó rủ đi Bali, Ba Lũng này nọ thôi, mệt quá. Đi Bali thôi, đi Côn Đảo cho rồi. Chả khác gì nhiều hết. Đủ giờ cho em. 24 thôi cũng được rồi ha. Mình chèn hình minh họa này nọ vô nó chắc cũng đủ rồi đó. Thôi khép lại video này, bữa sau nói tiếp. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.